Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo AROP uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho bạn một cái kèo đến từ sàn Switech. Thì cái kèo này thì chúng ta sẽ là một cái kèo tiền tươi khi các bạn đăng ký tài khoản KIC, sau đó thì các bạn điền form để chúng ta có cơ hội là nhận ăn chia là 100.000 cái đồng USDT. Và mỗi một lượt đăng ký tham gia thì các bạn sẽ là nhận được 10 đô la, và một lượt giới thiệu thành công thì bạn sẽ là nhận được 5 đô la, tức là 5 cái đồng USDT. Thì ở đây thì là mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách đăng ký tài khoản KIC, và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại đây, chúng ta điền cái thông tin, cái điền form này. Thì cái điền phần điền form này nó cũng khá là đơn giản thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đăng ký trước nhé. Rồi, đây là cái phần mà đăng ký nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn quốc gia cho mình. Nếu như các bạn ở Việt Nam thì chúng ta sẽ là kéo lên, chúng ta sẽ chọn quốc gia Việt Nam. Rồi, tiếp đến thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email nhé. Các bạn điền chính xác để chúng ta còn xác minh cái tài khoản. Tiếp đến thì các bạn nhập mật khẩu. Mật khẩu ở đây thì bao gồm chữ thường, chữ hoa và ký tự lạ cho mình. Rồi sau đó các bạn đánh dấu tích và chúng ta sẽ nhấn đăng ký. Ở đây thì các bạn kéo cho mình cái thanh này nó vào khớp với hình bên trong. Rồi cái bước này thì chúng ta sẽ là gửi cái nhận cái xác minh ở vào hòm thư email. Các bạn vào mail, các bạn kích hoạt cho mình cái link này. Đấy, nó có một cái link thì các bạn kích vào đây. Như vậy là chúng ta đã là cái và xong cái phần mà xác minh cái tài khoản. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ là đến vào cái cửa hàng Google Play, chúng ta tải cái app về. Bây giờ chúng ta sẽ là tải app nhé. Thì các bạn mở cái cửa hàng Google Play ra, các bạn nhấn vào phần tìm kiếm, các bạn gõ chữ Citex Exchange. Nó sẽ là cái app đầu tiên ở đây, các bạn kích vào. Ở đây thì rút ngắn thời gian cho các bạn thì mình cũng đã cài đặt rồi. Thì khi các bạn cài đặt rồi thì các bạn nhấn mở lên. Sau đó thì các bạn đăng nhập nhé, đăng nhập và các bạn lại xác minh địa chỉ email một lần nữa, các bạn nhập mã code thì chúng ta sẽ nào được vào được cái app như thế này. Thì ở đây thì cái sàn này thì nó đã là cho chúng ta giao dịch rất là nhiều cái hơn 600 cái đồng coin ở trên thị trường crypto đã có mặt ở trong cái sàn này, cũng có cái phần chain và phần future đó, và phần ví ở đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cái phần mà KIC, các bạn kích vào biểu tượng hình người ở đây. Rồi các bạn nhấn vào phần Verify. Và đây là cái phần KIC nhé. Thì các bạn kích vào phần Verify cho mình. Rồi, ở cái phần KIC này thì các bạn lưu ý cho mình là đầu tiên là chúng ta sẽ là úp cái mặt trước của căn cước công dân và cái mặt sau của căn cước công dân. Và tiếp đến thì các bạn chọn quốc gia. Nếu như đã quốc gia Việt Nam rồi thì chúng ta không cần đổi. Ở đây thì các bạn điền tên cho mình. Ví dụ như là các bạn điền như thế này. Và tiếp theo thì phần ID hoặc là cái phần hộ chiếu thì các bạn đổi cho mình nếu như các bạn sử dụng hộ chiếu để xác minh, còn nếu như các bạn sử dụng căn cước công dân hay là sử dụng cái chứng minh thư thì các bạn để ID cho mình. Và tiếp theo thì các bạn nhập cho mình cái số số trên thẻ căn cước công dân của các bạn, sau đó các bạn nhấn Next. Rồi tiếp đến ở đây là cái phần mà chúng ta cực kỳ quan trọng, ở trên tay các bạn là chụp một cái ảnh selfie và trên tay các bạn cầm một cái chữ có chữ Citex và ngày tháng các bạn KIC. Và bên này thì các bạn cầm cái giấy tờ tùy thân của các bạn, sau đó các bạn đánh dấu tích và các bạn nhấn vào submit cho mình. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã hoàn tất xong cái phần mà KIC. Thì bây giờ là chúng ta sẽ là đang ở cái chế độ là chờ phê duyệt. Thì cái này có thể là duyệt cũng phụ thuộc vào cái số lượng mà thời điểm này thì đông người KIC hay là ít người KIC nhé. Thì cái này trong cái khi mà chờ đợi thực hiện KIC, phê duyệt KIC thì chúng ta sẽ là làm cái phần điền form. Rồi đây là cái phần điền form nhé. Thì cái tổng phần thưởng của nó là 100.000 USDT. Các bạn giới thiệu một người thì các bạn nhận được 5 USDT, và các bạn đăng ký tham gia điền form thì các bạn sẽ là nhận được 10 cái 10 đô la, tức là 10 cái đồng USDT. Rồi, ở đây thì nó sẽ là phân phối phần thưởng trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc AROP này, và mỗi một phần thưởng mỗi một người sẽ nhận được 10 đô la. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến với phần nhiệm vụ nhé. Ở đây chúng ta sẽ là trao đổi trích dẫn và đăng vào cái thông tin ở trên Twitter và gửi cái username của Twitter vào đây. Rồi các bạn kích vào đây cho mình. Ở đây thì các bạn nhấn vào follow. Rồi các bạn quay trở lại cái phần điền form. Các bạn back lại vào mũi tên ở đây. Tiếp theo các bạn nhấn vào phần đăng này cho mình.
Ở đây thì cái phần đăng đó là chúng ta sẽ là bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Rồi sau đó các bạn nhấn vào phần comment. Ở đây thì các bạn tag cho mình ba người bạn vào. Các bạn có thể là tăng ít nhất là từ 3 người bạn đến bao nhiêu tùy thích nhé. Rồi, sau khi tăng người bạn xong thì các bạn nhấn vào phần Journey. Rồi, các bạn quay trở lại bấm, các bạn bấm luôn vào cái phần Avatar này. Đây, các bạn bấm vào Avatar này luôn cho mình. Các bạn sẽ thấy được cái username của bạn ở đây. Thì các bạn copy cho mình cái username này. Cái username Twitter của bạn. Các bạn nhấn chép cho mình. Rồi, sau đó các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Các bạn dán cho mình cái username Twitter của các bạn vào đây. Rồi, tiếp đến cái phần mình sẽ chuyển sang phần tiếng Anh. Tiếp đến cái phần mà chúng ta sẽ theo dõi cái phần này, các bạn kích vào đây. Đây, các bạn kích vào đây cho mình. Chúng ta cũng theo dõi Twitter nhé. Đây là một cái người mà sáng lập ra cái sàn CTech này. Các bạn nhấn vào follow này. Bên dưới các bạn cũng bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Rồi các bạn back lại, các bạn nhấn vào đây. Chúng ta cũng nhấn theo dõi. Rồi các bạn kéo lên. Cái bài này các bạn cũng bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Rồi các bạn back lại. Các bạn dán copy lại cái username Twitter của bạn ở trên này nhé. Các bạn dán cho mình xuống bên dưới. Chúng ta đã xong hai cái nhiệm vụ. Tiếp đến là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram. Các bạn nhấn vào đây. Rồi ở đây thì các bạn nhấn join. Các bạn nhấn vào cái phần tên lửa ở đây. Rồi các bạn back lại cho mình, các bạn bấm vào ba gạch, các bạn nhấn vào phần setting. Tiếp theo ở đây các bạn nhấn vào cái phần username này, các bạn copy cho mình. Như vậy chúng ta đã copy xong cái username của Telegram của các bạn nhé. Các bạn quay trở lại cái phần điền form này, các bạn dán cho mình cái username của các bạn vào đây. Rồi tiếp đến ở cái phần này là chúng ta sẽ là đăng ký kênh YouTube, và sau đó thì chúng ta sẽ điền cái link kênh YouTube của bạn vào đây. Các bạn kích vào đây cho mình. Chúng ta sẽ truy cập vào kênh YouTube của họ nhé. Đây, kênh YouTube ở đây. Các bạn nhấn vào phần đăng ký cho mình. Các bạn chỉ cần nhấn đăng ký kênh thôi. Rồi sau đó thì các bạn nhấn vào cái chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng ở đây. Sau đó các bạn bấm vào cái phần avatar. Các bạn nhấn vào kênh của bạn. Trang này này, các bạn sao chép cho mình cái link này, link kênh YouTube của bạn. Rồi các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ của bạn nhé. Các bạn cứ back lại. Rồi đến cái phần điền form này thì các bạn dán cho mình cái link kênh YouTube của bạn vào đây thôi. Như vậy là chúng ta đã thêm xong một nhiệm vụ nữa. Tiếp đến cái phần cuối cùng. Phần cuối cùng này là các bạn đăng ký tài khoản ở trên cái sàn Switch, sau đó để các bạn gửi cái địa chỉ ví USDT của bạn ở trên sàn vào đây. Bây giờ các bạn quay trở lại sàn. Đây các bạn quay trở lại sàn nhé. Rồi các bạn bấm vào phần ví này. Các bạn nhấn vào phần support nhé. Tiếp theo các bạn nhấn vào phần USDT. Rồi ở đây thì các bạn nhấn vào phần này cho mình. Rồi các bạn copy cho mình cái địa chỉ này nhé. Sau đó thì các bạn quay trở lại cái phần điền form. Rồi các bạn dán cho mình cái địa chỉ ví của bạn ở trên cái sàn Switch vào đây. Như vậy là các bạn đã kiểm tra lại một lần nữa các cái thông tin, nếu như là ok, chuẩn chỉnh hết thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là chúng ta gửi cái đơn này. Các bạn nhấn vào gửi. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã gửi thành công xong cái phần điền form cũng như là đăng ký KIC sàn Gtech để nhận 10 đồng USDT từ cái sự kiện là ra mắt cái sàn Gtech này. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin được tạm dừng tại đây. Khi nào có thông tin phân phối thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn.